Thưa quý vị, thực hiện một loạt các vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị lên đến 3,7 tỷ đồng, một nhóm đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tổng cộng hơn 44 năm tù. Tại phiên sơ thẩm, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, Trần Hiền, 40 tuổi, tạm trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, đã rủ rê lôi kéo các đối tượng là Trần Quốc Phong, Trần Quốc, Huỳnh Văn Dự, Nguyễn Văn Thắng đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Đức Trọng để trộm cắp tài sản. Nổi cộm trong số các vụ trộm mà Hiền cầm đầu là vụ trộm lan đột biến vào đêm ngày 9 tháng 2 năm ngoái. Cả nhóm đã phá khóa đột nhập vào một vườn trồng lan, nhổ trộm hơn 200 chậu lan rừng đột biến. Tổng tài sản mà các đối tượng gây ra trong các vụ trộm được xác định là có giá trị hơn 3,7 tỷ đồng. Được biết là Trần Hiền từng có một tiền án về tội giết người mới mãn hạn tù cách đây chưa lâu. Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt bị cáo Trần Hiền 15 năm tù giam, các bị cáo khác từ 30 tháng tù giam đến 12 năm tù giam. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, quyết định khởi tố bị can liên quan đến vụ việc xảy ra trên đường Dương Bá Trạc, phường 1 quận 8 vào tối ngày 9 tháng 5. Ba đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Lâm Duy, 33 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, Nguyễn Thị Trúc Giang, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức và Nguyễn Vĩnh Phú, 30 tuổi, ngụ tại quận 8. Riêng Phạm Lâm Duy, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này để phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, đối tượng Phạm Lâm Duy điều khiển ô tô hiệu Ferrari mang biển kiểm soát 51F81940 khi lưu thông trên đường Dương Bá Trạc mà không có biển kiểm soát gắn phía trước. Lúc này, lực lượng 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra hành chính vì có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Các cán bộ sau đó đã giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Duy xuất trình giấy tờ liên quan. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, Duy cùng bạn gái là Nguyễn Thị Trúc Giang đã liên tục có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ. Chưa dừng lại, Duy cùng Giang tiếp tục gọi điện cho Phú tới hiện trường. Lợi dụng đám đông tại hiện trường, Phú bất ngờ vào trong xe, khóa trái cửa nhằm cản trở việc đưa xe về trụ sở công an xử lý. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Lâm Duy về các lỗi: điều khiển xe không gắn đủ biển số, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, không có giấy phép lái xe và không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Thưa quý vị, năm 2007, gần 190 ha rừng phòng hộ tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An được chuyển loại sang rừng sản xuất. Sau hơn 10 năm giữ nguyên hiện trạng thì bất ngờ từ vài năm trở lại đây, phần lớn diện tích rừng tại đây cũng đã bị chặt phá, khai thác không thương tiếc. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một vùng rừng giàu tự nhiên với nhiều loại cây lấy gỗ, đến nay cũng đã trở thành vùng rừng nghèo kiệt. Hàng trăm hecta rừng sản xuất hiện tại ở khu vực Khe Táy thuộc địa phận huyện Anh Sơn và Tân Kỳ trước đây là rừng phòng hộ đầu nguồn, có mức độ che phủ lên đến trên 90%. Thế nhưng tình hình chặt phá, khai thác đã diễn ra liên tục mấy năm nay với mức độ và quy mô ngày càng nghiêm trọng. Như vậy là chặt cây này, đồn cây này, dùng máy múc cưa, như vậy là đưa máy múc về máy xe máy cây, như vậy chở gỗ với bạn này. Sau đó như vậy là đưa máy múc về sán ổi này, cây to như nhổ, mà cây vừa vừa thì như vậy cột ngã này. Gốc cây có như là dọn sạch luôn. Đến sau để kiểm tra hiện trạng đi để mà cái mức độ che phủ rừng để mà phân loại rừng để mà chuyển đi rừng phòng hộ cũng rất khó khăn thằng đấy. Cuối tháng 1 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An đã đề nghị huyện Tân Kỳ tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi chặt phá, khai thác rừng trái phép. Tuyệt đối bảo vệ nguyên trạng diện tích rừng tự nhiên hiện có. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ đã tiến hành thành lập tổ liên ngành kiểm tra hồ sơ giao đất tại khu vực Khe Táy. Nhưng tới nay, đã hơn 4 tháng, vẫn chưa có kết quả báo cáo nào được đưa ra. Con đo bao nhiêu thì anh hỏi được, phải đi đo lại chứ nó chính xác không được. Nhưng mà đó không phải là rừng. Cái dịp này thì đang tập trung cho công tác bầu cử. Thì tất cả là tư trưởng phòng, phó phòng đều tham gia các đoàn cả. Cho nên cái việc đó nó có là đi vào thực địa thì nó có chậm hơn so với dự kiến. Cùng với việc chặt phá rừng, nhiều tháng qua, máy móc phương tiện cũng đã được huy động để xẻ núi, mở đường và làm vành đai trái phép kéo dài nhiều cây số. Doanh nghiệp làm đường vào đình chỉ, không làm. Mà đình chỉ, bị đình chỉ.
Chứ còn dân hồ dân là làm cái đường mục vén á, ta nói mục đường đấy giờ đó. Doanh nghiệp nó mới vào đấy mua đấy 48 có lẻ hecta là vừa vào là đình chỉ luôn. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Phương đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ và các đơn vị liên quan xin hợp tác và đầu tư trồng rừng sản xuất tại khu vực khe Táy nhưng không được chấp nhận. Từ cái đường biển vòng như này thì là vòng gần đến 189 đến diện tích 189 hecta đó. Thì đấy là một cái gọi là ta nói là một cái làm phải nói là có cái sự chỉ đạo cụ thể. Chứ còn nếu như một người dân đứng ra là đảm bảo với anh thì không thể làm được. Sơ bộ đã có khoảng 140 trên 190 hecta rừng bị tàn phá. Lo ngại tác động tiêu cực đến môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước của đập mùng 3 tháng 2, có dung tích gần 1 triệu mét khối. Nhiều năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn đã đề nghị chuyển đổi toàn bộ diện tích rừng sản xuất khu vực khe Táy trở lại thành rừng phòng hộ như trước đây. Thưa quý vị, dù đã đấu giá cách đây gần 1 năm, nhà đầu tư trúng đấu giá cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước. Từng lô đất cũng đã có sổ đỏ riêng lẻ, thế nhưng không hiểu lý do vì sao mà người dân tại đây hàng ngày vẫn căng lều dựng bạt, căng băng rôn để ngăn cản chủ đầu tư triển khai dự án. Câu chuyện này đang diễn ra tại dự án Sơn Đồng Center nằm trên địa bàn xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, ghi nhận của nhóm phóng viên Đường Dây Nóng. Dự án Sơn Đồng Center hay còn gọi là dự án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của dự án này. Tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã có xác nhận về việc nhà đầu tư trúng đấu giá dự án này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá với tổng giá trị là hơn 582 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2021, từng lô đất tại dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn không thể triển khai bất cứ hoạt động xây dựng nào do người dân tại đây vẫn phản đối vì cho rằng chính quyền địa phương đã thực hiện việc đền bù, thu hồi đất chưa đúng quy định của pháp luật. Giả có 351 triệu đồng, khi hỏi các ông là ông lấy đất thì ông cướp đất, nhưng mà dân sống, người nông dân có cái mảnh đất thì ta kinh doanh sản xuất, ta lấy cây lúa để ta nuôi sống con người, cái đất ông lấy để ông bán cho tư nhân. Theo lý giải của họ, thì đây là dự án đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức bán đấu giá cho doanh nghiệp. Nên đây là dự án mà Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phải thỏa thuận với người dân về mức giá đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp, chứ không phải áp theo khung giá đền bù của nhà nước. Các hộ dân đã có đơn khiếu kiện gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về các quyết định hành chính mà đơn vị này ban hành. Sau khi xét xử, căn cứ vào các văn bản và bằng chứng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người dân về việc hủy các quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, người dân vẫn không chấp nhận và tiếp tục tập trung đông người trước cổng dự án để giữ đất. Mong muốn của chúng tôi là bây giờ là giữa coi huyện, dân và coi bên doanh nghiệp là ba bên ngồi lại để coi đi đến thống nhất một cái dứt điểm cho nó xong. Lý giải về vấn đề này, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết, đây là dự án đấu giá đất do Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, thuộc diện nhà nước đứng ra thu hồi giải phóng mặt bằng. Mức giá đền bù được xác định theo khung giá nhà nước. Toàn bộ số tiền đấu giá được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đầu tư các công trình phúc lợi xã hội của huyện Hoài Đức để tiến tới lên quận trong thời gian tới. Do đó, việc người dân cho rằng việc thu hồi đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phải thỏa thuận giá đền bù với người dân như các dự án thương mại là không hợp lý. Hiện nay thì theo quy định của pháp luật thì các hộ dân này là không có quyền lợi ở trên cái khu vực mà đã tổ chức đấu giá. Mà Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư đã trúng đấu giá. Thế vì vậy để triển khai việc này thì chúng tôi đã chỉ đạo, như tôi đã nói trên thì Ủy ban nhân huyện đã có kết luận và giao cho Chủ tịch Ủy ban xã Sơn Đồng với trưởng công an huyện, các ngành chuyên môn của huyện, khi chủ đầu tư thực hiện theo kế hoạch để xây dựng thì sẽ tổ chức bảo vệ. Những trường hợp nào cố tình chống đối cản trở thì sẽ tự xử lý theo quy định pháp luật. Toàn bộ là cái phần này được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho huyện được thụ hưởng 100%.
để xây dựng các công trình phúc lợi và xây dựng hạ tầng để đáp ứng cho người dân trên toàn huyện. Đấy, chứ không phải là cái chênh lệch này để bỏ vào túi cá nhân nào cả. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, đến giờ người dân vẫn tiếp tục tập trung ngoài dự án như thế này để ngăn cản không cho nhà đầu tư xây dựng. Đơn vị chúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này cho biết, việc chậm trễ không thi công được do người dân cản trở đã gây thiệt hại rất lớn